Đâu có cần. Tiếng ồn dữ. Quên mất mẹ cách setting sao cho nó lọc âm mà mẹ ơi. Tiếng ồn dữ. Hãy lên chim chưa? Cái này thử thấy cái chết mẹ không mấy người thấy mà đâu rồi. Anh chim chưa? Rồi. Em mấy người comment ấy. Đăng nhập cho đã. Thay vì nó chim màn hình game thì mẹ nó đang chim cái gì đó. À, Hello. hello em. Đi ngô làm gì đấy? Đàn chim em ạ. À.
Vô. Rồi 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 rồi. Tao vẫn đếm setup được. Mẹ. Alive tại màn hình đi. Chơi game kinh nghiệm mọi người. Ừ, chơi. Có Muốn nghe cái cái gì? game Demonsonia, kiểu nó hình như là nó bản thử nghiệm ấy. Co-op 4 người. Chơi không? Chơi. Quăng 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 cái tên e. Quăng cái tên e. Chơi. Xem xem. Gửi link đi. Hay là mày muốn chơi GTA Ủa, chưa ra mà, đúng không? Ừ, tao được Rockstar gửi gửi cho má bản thử nghiệm. Đâu quý hóa gì mày? Má chơi chơi như GTA 5 luôn. Game này là game kinh dị, mày chắc không vậy? Đó. Coi review bảo thế. Ayashiba có con quái này mẹ ơi. Ừ, mà từ từ đây nha. Tải về đâu Nhưng ấy mà mày nhờ. mua game mà. Nào. Ở đâu này mua ấy rồi. Hơi nặng nha. À. Ê, hi ha, tải rồi Đánh chứ nặng bây giờ. pha mày về. Này là đang chưa ra mà mày. Đồ cũng đã xong Đó, nó chỉ kêu là dự tính là nó sẽ ra vào tháng 4 hai năm 2024 chứ đâu có đồng nghĩa là nó bà mẹ chưa qua tháng 4 mà mày đã kêu tải rồi cái lồng mía mày. Đồ về chôn. Mày chơi đi vo đê, mày chơi đi vo không? có cái trò ở trường học kinh dị gì đó bữa tao cũng thật chơi thật nó đâu dám chơi đâu cả Trò gì vậy? lay school lay bên gì đó có cái trò ở trường học kinh dị gì đó bữa tao cũng thật chơi thật nó đâu dám chơi đâu School cả Play Game. À, vậy. lấy Game lấy của Trung bên Quốc. gì đó Multiplayer. Ê, được mà chơi được thì chơi rõ mẹ. mà nó game đi còn nếu game game mẹ quên hết Mày. Game game này nó giống kiểu chơi à rồi hiểu 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 luôn chơi mà còn phải người này không tin riêu không tin pha ke nữa rồi. mà trời ơi nhức đầu quá vậy. Nhìn cũng vui mà, vui cái lồn. Tại sao không có một cái áo ngắn nào với anh vậy? Không có một cái quần ngắn nào với anh. Cubino Gì? Cubino có gà tao Rồi ta nào? gà ta năm mấy anh gà ta Có. gà ta năm mấy anh chứ làm lồ có gà ta bốn Có. lâu lâu chán chán làm kinh trang gà ta năm mấy anh làm quá đi cướp vui vui Trời ơi, hồi trước mẹ anh mày một cái thế lực em đại gia nước đổ lá vách. Đó, Ừ, cũng, cũng được lúc nào mà. vô thấy cũng nhiều anh em. Bữa anh em chơi gặp ông chơi rồi ta năm má phải hắc hắc kiểu nhiệm vụ mà chia hay gì mình chia bốn thằng là 25 25 đúng không anh mẹ này chia đủ má mày bốn thằng 100% đủ má mày bú. Lần đầu tiên chơi hát nó vui vậy. Thế là hát hát lấy tiền nha chứ không phải là hát hát nhiệm vụ.
Ủa có nghe tiếng trong game không thật? Không không em ơi. Bây giờ bố Hồng chơi gì ta? Có game kinh dị trường đó. Nè, cái game nó nhìn ngu lắm anh. Kiểu Đâu. hay á nhưng mà nhìn nó ngu ngu chứ gì. Kiểu chơi cũng được á nhưng mà nhìn nó lẹ lắm. Hồi sáng không quay em cho gặp phạm Hả? em cho em lên nè. Sao thấy cái quả đánh giá gì gameplay thì bung khi chơi nhiều người và bạn cần wifi mạnh để chơi với bạn alo thôi không hiểu wifi yếu là phút. Cái game nữa anh Rubino mới mua được cái thằng gì cái trò tiêu em mới gợi ý rồi cái lộn mẹ Game gì? cái game hôm qua anh chơi á cua với cái con kia á Mẹ. cái con tổng cảnh giờ nó gợi ý bên trò tiêu của em lộn phát đi rồi. Anh đâu rồi? Cái thứ hai á, Em biết nhưng mà anh đang đâu? đang trong nhà. Thôi anh đi nhà đang hay Đập cửa kính tôi vô. Ủa mày đâu? Tao thấy mày đứng trước nhà đâu. có hả Cửa sau hả? Có đứa nào đang coi livestream không có nghe tiếng trong game không vậy? để em coi. Hồi làm sao để nhảy vô cuộc chiến Anh đích thấy mày luôn á. Cái thứ hai nha, coi chừng tao mày khác khu vực rồi đó. không em chọn cái thứ hai mà nó cái vấn đề là cái mid game thì nó lại to hơn mid mid âm thanh Alo. Má bây giờ anh biết gì không anh? Yeah. Mẹ anh phải cài một cái filter giả mồm. Tay gì? Anh xài để em bật cái OBS của em lên cái. Em xài nhiều filter lắm, cũng không nhớ nữa. Nó là một phần filter ngay mic á.
Filter nghe mít. Đúng đúng đúng. Anh vẫn đeo thấy mày đâu á thật. Thôi anh em đâu. Để anh coi bên phần chat kênh chat chung nha anh Mino. Compressor noise gain suppression của cái nào? Mic nào đó? Mic cái mic nói hay là cái nói cái nói chứ không phải tai nghe, cái nói. À đây rồi. Thôi hôm qua em thấy cái chuột mà nó không thấy chuột nè. Qua anh thì thấy chuột. Nhưng mà ổng bây giờ là cái anh chỉnh anh bật lại cái filter đi anh. Sao chấm mít nè. Đợi xíu anh sẽ chim delay 3 giây lận từ từ. Thì 3 phút lận từ từ. Anh chỉnh phần gây á, cái phần gây thôi nha. Ok, đợi anh xíu. Không phải cái phần gây nha, phải hình ngôi gây nha. Anh chỉnh cái hành đó lên xíu tầm 3 chấm thôi, 3.000 á. Gây noise gây hả? Lên cái nào lên 3.000? Gây thôi. Gây thôi anh ơi, không phải là cái noise gây, cái gây thôi. Gây hả? Có thấy cái nào gây đâu. Gain đó hả? Ờ phần gain anh. Phần gain thôi. 3.000. Rồi. Anh ơi cho em đi. Ủa rồi. Rồi gain kinh dị nào đâu? Linh đâu? Biết đâu. Game đó chưa ra anh ơi, tháng 4 nó mới ra. Không thì kiếm game kinh dị khác mà chơi, trời ơi. Thì đang thấy áo chiếc phát đen đẹp gì? Thì cái này áo da nè, xịn đó, có vẻ xịn. Chúng bơm. Thùng rồi cũng có đi đái như anh đi tiểu tiện. Ú, ba lô. Cũng có thơ anh đọc được hay vậy? Đè nút F. À. Người ta xây cam chống mặt luôn. Đùa. Cái cam khó chịu quá. Hai chai nước, thịt lợn, ú, đồ ăn nhiều vậy. Ú, có cái thúng nó quen, xin đi. Đéo cần đọc thư đâu. Thời buổi sinh tồn này là không có thư từ mẹ gì hết. Game này có ta chê cái cơ chế xoay màn hình nha. Mệt nha. Giống cái trò V-Rising ha. Còn V-Rising nó dễ hơn chút xíu là nó nhìn nó thuận mắt. Nó thuận mắt còn cái thằng này nó cứ chéo ngoe sao. Hoặc là do lâu quá anh không chơi game nên chưa thức gì được. Và cũng không thấy cách nào để mời hay tổ đội luôn. Chứ giờ tao mà đi khỏi thạch thì tao đếm biết đường tao đi. Không, chứ nói em mới đúng. Ủa, ác quy vậy mà.
Mũi tên. Rồi cho em không thấy. Không thấy cái bản không bự ra. À giờ giờ kiếm cái game hơi hơi khoai á. Kiếm cái game kinh dị rồi đó chơi. Cái dòng không chạy theo cua ha. Ừ nhưng mà sao anh không ổ xăng còn một nấc mà. À anh có tự tin vào cái khả năng gì con mắt của mình không? Mắt anh nhìn gái không sao bao giờ. À cái mày anh đế phải nhìn gái anh nhìn đồ vật anh ơi. Cái nỉ mẹ. Tại sao mày có thể ngủ ghê tao chơi một cái thứ mà vô chi như vậy. Đồ má thì anh kêu game kinh dị. Em cũng đéo biết game kinh dị nào hết mà. Nhưng mà em chắc chắn là chơi này chỉ có cười. Không không có quẹo. Trời gì xe là cái gì dầu đâu mẹ có trồng cây vậy game mày có trồng cây hả? Trò trò này thì trò mới nổi mấy ngày nay mẹ hết trò rồi mẹ. Tao ọp bao nhiêu lâu rồi mẹ nó quay lại vẫn không có trò để chơi. Đập hết. Thật ra là ông không có biết chơi gì luôn á anh. Nó tập nó bị gì vậy. Thôi em không thấy cô chuột ta. Bật rồi. Ê, không có vụ dịch bệnh, không có vụ dịch bệnh thì hơi mệt. Khó gì sự cơm này, ổ nghĩ cho hoàng nè. Mỗi đứa nhà, thì đụng có nhà cho chó nữa. Có ba lô nghe thật ơi. Thôi em vô. Nhà nào ấy? Mở cửa rồi. Bên nhà nó. Anh nó. Ngay trên ghế sofa. Ồ không. Mở làm. Một người con trai không chậm đau. Mà chơi trò kinh dị. Anh đâu chơi được mấy game kinh dị đâu anh. Quên à. Chơi mày chơi thám cái giờ chơi mày em rõ ra rồi là bảy đầu ấy. Ô mẹ khui con khui đầu mà không khui đâu lết vào đấy đầu mẹ lết vào đấy mình thấy lết vào đấy các bạn giờ nhớ con hạnh nhớ cảm giác ấy. Giờ Left 4 Dead nó không có la thôi anh. Giờ Left 4 Dead để có la đâu anh. Tâm. Thì chỉ có đau rồi. Ủa đau, đau gì? Đau đạn anh, đau đít anh. Đạn nó bắn tứ phía mình. Ừ, đụng mẹ. Đạn của đồng đội. Đồng đội bắn nè. Người đồng đội mình tin tưởng nhất phải không? Má.
cũng mình được. Gì mình đồng tính này. em tải game, em mua game luôn rồi chứ em không có rắc nữa đâu nha. Ừ, thì anh cũng có game mà mọi người lại sao thôi. Em có rồi. Ngon. Rồi thật sao em? Em chưa có, nhưng mà em sắp ngủ rồi. Sắp đậu. Mẹ. Này, hạch trong quán tiếp. Đào kia quá rồi. Mai em khổ bố mẹ đây. Đây là anh muốn đi khám phá được á, rừng bỏ hoang. Forest hả? Ờ. Đúng cái đó huyền thoại lắm luôn á. Ủa mấy cái game đó có game. Chơi lại coi anh không? Ừ, The Forest anh cũng có mà. Hình như hồi đó là tụi mình cũng đã từng chơi The Forest đúng không ta? Lúc tụi nhớ còn Bảo có, là... Có anh này. Bảo. Gì anh? Bảo, Steve Bảo có cái trò chó gì không? Em xóa rồi. Trời, anh hỏi đúng người rồi đó. Anh hỏi đúng người rồi đó. Còn mày thấy có cái game chơi chứ. Em cũng quên đó. Nó bị hack phế vật cái vậy. Nó bị hack xịt tim. Ê sao mày có thể phế vật như vậy hả? Má giận luôn. Ao đi. Ao mày đẹp bà đó. Đấy. Giận này. Trời, nghe lại giận. Má bụt bực quá. Cầm con bao lần. Cầm con Viper 30 xác. Được rồi. Sao? Mọi điều sẽ gì? Đẹp mà. Sao rồi? Muốn chơi với gì? Nghĩ nè. Điểm gì cũng được. Thật là cũng sớm rồi đó. Thật là cũng sớm rồi đó. Cứu quá rồi đây. Đánh bắn zombie thì thảo uống kẹo ha. Đi đánh thủ vô. Mày có hai option, một là mày bắn zombie, hai mày đánh thủ dân, ba là mày đi cướp mẹ. Thủ này chạy như ma không vậy? Cái này là Forest thì là không có trong team. Thật tưởng cứu tao xong nó lụm mẹ đó. Lâu rồi, chắc mình phải đổi gold file. Ôi, mẹ ngày... Ôi, nó có để ngày xưa mà nó đổi tên gì không? Có mà. Ờ, chơi xong The Forest đi. Trời, trò đó cũng hay đắc mà. Chơi bản... Đắc hay. Chơi... sao chơi được nữa. Ờ, ghê, lên cứ... Cứ lên. Đổi tên. Sao The Forest đúng không? Để ra đào game, Linh đầu tiên cho sinh Linh đi.